Hành trình bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 32 của U22 Việt Nam sẽ không dễ dàng trên đất Campuchia. Rơi vào bảng đấu không dễ thở, các đối thủ đều đang mạnh lên, trong khi U22 Việt Nam lại vừa có màn thể hiện không mấy ấn tượng tại giải giao hữu U23 Doha Cup 2023. Theo kết quả bốc thăm vòng bảng, U22 Việt Nam nằm chung bảng B với U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Ngoài U22 Lào quá yếu, các đối thủ còn lại đều được đánh giá cao. Bảng B cũng được coi là bảng tử thần ở SEA Games lần này. Cũng như nhiều giải đấu trong quá khứ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất vẫn là U22 Thái Lan. Đội bóng của huấn luyện viên Isara Sritaro đã có những tiến bộ lớn trong thời gian qua. Kết quả tại U23 Doha Cup 2023 là minh chứng rõ ràng nhất khi Thái Lan cầm hòa Ả Rập Xê Út, thắng Qatar trước khi để thua sát nút 0-1 trước Kuwait. Lực lượng của U22 Việt Nam ở giải đấu lần này được đánh giá không cao bằng hai kỳ SEA Games trước đó vào các năm 2019 và 2022, khi đội tuyển giành được hai huy chương vàng liên tiếp. Lý do được đưa ra một phần là vì bóng đá trẻ khó đòi hỏi sự ổn định từ lứa này sang lứa khác. Đó là xu thế chung của các nền bóng đá chưa phát triển mạnh. Xét về khía cạnh chuyên môn, bài trận thua ở U23 Doha Cup 2023 vào tháng 3 vừa rồi đã nói lên tất cả. Đội bóng do huấn luyện viên Philippe Jussier dẫn dắt trình diễn một lối chơi nhạt nhòa, thiếu đột biến và đặc biệt là tinh thần không cao. Hiện tại, đội tuyển U22 Việt Nam đang tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu với dàn nhân sự gồm 31 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn. Về cơ bản, lực lượng cầu thủ này vẫn là dư giả cho huấn luyện viên Philippe Jussier lên nhiều phương án trước khi rút gọn xuống còn 20 người dự SEA Games đầu tiên với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn thì độ thực chiến ở đấu trường chuyên nghiệp của phần lớn thành viên đội tuyển U22 Việt Nam là không cao. Dù có những cầu thủ ở U22 Việt Nam lúc này đã và đang có cơ hội ra sân, thậm chí là đá chính và chơi tốt ở V-League, điển hình như Bùi Vĩ Hào, Lê Văn Đô, Lương Duy Khương, Nguyễn Quốc Việt, nhưng cũng chỉ ở mức thiểu số. Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn đều đóng vai trò trụ cột của U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, nhưng họ vẫn đang gặp khó khăn khi cạnh tranh vị trí ở câu lạc bộ chủ quản. Huấn luyện viên Jussier chỉ mới có đúng một tháng để xây dựng lại toàn bộ đội hình. Di sản của huấn luyện viên Park Hang-seo để lại chủ yếu ở đội tuyển quốc gia, còn U22 Việt Nam, huấn luyện viên người Pháp gần như làm lại từ đầu. Thời gian làm việc với đội tuyển U22 Việt Nam không nhiều chính là khó khăn lớn với nhà cầm quân từng nhiều lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, huấn luyện viên 68 tuổi vẫn tỏ ra tự tin với triết lý mang đến cho đội. Ông có tính toán dài hơi hơn cho U22 Việt Nam nên chú trọng việc nâng tầm kỹ thuật, chiến thuật phù hợp với các cầu thủ, từ đó chọn ra những nhân tố tốt nhất trong đội hình. Tất nhiên, khi nhìn vào thành tích không thắng được trận nào của U22 Việt Nam tại giải U23 Doha Cup 2023, sẽ có nhiều quan điểm tiêu cực rằng đội tuyển sẽ khó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Nhưng huấn luyện viên Jussier vẫn tin U23 Việt Nam đang đi đúng hướng cho hành trình trước mắt là SEA Games 32 tại Campuchia. Chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển trước khi di chuyển sang Campuchia. Tất cả các cầu thủ đều thể hiện sự nỗ lực vượt ngưỡng để cạnh tranh cơ hội góp mặt trong danh sách chính thức. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.